Nếu mà bạn nào mà đang tìm cho mình cái loại khử mùi, là khử mùi hôi tốt này, ngăn tiết mồ hôi, làm trắng cái vùng dưới cánh tay và đặc biệt là nó có mùi hương nước hoa, thì mọi người đừng bỏ qua cái sản phẩm lăn nách của Đức nhé. Bettina Barty Vanilla. Đấy, sản phẩm này của Jack Money của Đức mọi người ạ, dùng rất là thích luôn. Đấy, nhiều các sản phẩm khác mà nó ngăn tiết mồ hôi cho bạn hoặc là làm trắng vùng nách của bạn nhưng mà nó không thơm, thì cái sản phẩm này nó sẽ là chứa hương nước hoa. Đấy, hiệu đến từ Đức, hàng quá là thích xịn sò luôn mọi người ạ. Mà giá thành mình thấy là so với nhiều loại thì đây là một cái loại giá thành rất là trung bình, hợp lý với túi tiền của chúng ta. Đấy, loại này thì được trực tiếp tại Đức, sản xuất trực tiếp tại Đức, an toàn, lành tính với mọi loại da luôn. Đó, lăn của mùi này nó hương thơm, từ hương thơm vani rất là tự nhiên, cực thơm, cực tây. Và đặc biệt là nó thấy là mùi thơm như nước hoa luôn. Đấy, rất là nhiều người thích cái mùi này. Nó không có chứa một số các loại gây đặc gây là ảnh hưởng đến vùng da, nên là nó không có bị gây cái vấn đề. Ví dụ như là nhiều bạn cái vùng nách á, nó bao giờ nó cũng sẽ hơi nhạy cảm một chút. Nhiều bạn dùng sẽ là thấy là mẩn ngứa, nổi đỏ, hay là ngứa, thậm chí là ngứa ngáy lên, nó không có hợp, dị ứng. Thì cái sản phẩm này nó không gây ngứa một chút nào luôn mọi người nhé. Đấy, loại này thì nó khử mùi và ngăn tiết mồ hôi đấy 24 giờ đến 48 giờ luôn đó mọi người, rất là lâu luôn. Đấy, ngoài ra thì nó làm mềm da, trắng da và giảm thâm nách cực kỳ là hiệu quả luôn mọi người. Có thể nói là đây là cái sản phẩm nội địa của Đức, đó sản phẩm hương nước hoa vanilla cực kỳ là thích luôn. Đấy, những sản phẩm của Đức thì mọi người thấy là nó quá là chất lượng rồi. Bạn nào mà đã sử dụng những cái sản phẩm Đức, nồi Đức này, các thứ Đức là ngay là đó thấy xịn sò kinh khủng luôn. 50 ml dùng rất là lâu á mọi người, không lo đâu nhá. Đấy, như nhiều loại thì nó chỉ có là 30 ml thôi, nhưng mà cái này 50 lít. À, hương thơm nước hoa ngăn tiết mồ hôi trắng nách 10. Nếu mà bạn nào mà chưa dùng thử cái chai này thì mọi người dùng thử đi, nhất là những bạn mà yêu thích cái sự thơm ngọt ngào từ nước hoa thì mọi người thử ngay cái sản phẩm Bettina Party Vanilla đó, sản phẩm khử mùi vanilla của Đức, mọi người sẽ thấy là nó quá là ok luôn, khử mùi cực kỳ là hiệu quả và đặc biệt rất là thơm nhé. Đấy, thì còn thắc mắc mọi người cứ cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298 hoặc 0966 269 515. Zalo Facebook mình cũng dùng số này luôn nhé. Mình đọc lại này, 0985 328 298 hoặc 0966 269 515. Ok, xin chào cả nhà, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.